Thực phẩm. Em là bếp hâm trà, điện 100V, mấy chục watt á, 90W, 100V, 90W. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, không bể, không mẻ, không nứt. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Bài ngang nó là 25, bài ga của nó là 20, bài cao của nó là tầm 3 phân. Rồi đây, nhiệt độ miền Tây Cần Thơ của em là 30 độ, rất tối rồi, 8 giờ rồi đó, 30 độ nè ha. Đây em đo nè ha, vẫn là 30 độ, nó không nóng nè, đúng không? Lý do em chưa kiếm điện. Đây cháy rồi, 30 độ đúng không? Lên đi, lên đi, lên đi, cố lên, cố lên. Đây, 32 độ, từ từ nha. Mấy con mà thường thường này em bán tầm mà như nó lên 80-90-100 độ luôn á. Ok ha, để cho nó chạy đây đó, nè, 35 độ đó ha. Mấy cái ghè này hiện chưa nóng tới, cũng như có 90 quá à, nó nóng từ từ á. Giờ mình hâm trà mấy cái giống như mấy cái gì mà bằng inox, bằng sành, bằng sứ, bằng đất gì cũng được ha. Mình để lên nó nóng liu 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 gì đó, mình hâm. Chứ theo em biết miền ngoài người ta gọi là hâm trà bình, cái mấy cái bếp giống như bếp từ vậy đó. Bếp này giống bếp từ mà nồi nào cũng nhặn chứ nó không kén nào ha. Đây 40 độ, 41, 42, 43 độ ha, 44 độ ha, lên tốt nha. Rồi 50 độ nha. Rồi quý khách đăng ký giùm em ha, cho em một kênh, cho một Zalo. Rồi quý khách cô chú cho em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài á, biếu tặng á, liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, chợ tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.